Mark One số 1 về Mac. Và hôm nay thì mình đang có trên tay là một em MacBook Pro 15 inch 2018 Core 9 với mã là MR942. Và anh em biết này, bây giờ thì mình sẽ mở luôn cho sướng. Trong hộp này thì mình tạm để máy sang bên này. Thì trong hộp này thì vẫn có những cái như cũ thôi, là một dây cáp này, một sách hướng dẫn này, một cục sạc ba chấu này. Đó, xong. Vậy thì chỉ đơn giản vậy. Bây giờ thì đây là em này. Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Thì bây giờ mình sẽ review luôn cho nóng. Đây là chiếc MacBook Pro 15 inch 2018 Core i9 được nâng cấp mạnh mẽ, mang đến cho người trải nghiệm những hiệu suất cao nhất. Thiết kế bên ngoài vẫn tinh tế và sang chảnh. MacBook Pro 15 inch 2018 dùng cổng Thunderbolt 3 kết hợp băng thông cùng kính linh hoạt cực cao của chuẩn UPC, tích hợp truyền dữ liệu, sạc và đầu ra một cổng duy nhất, cung cấp tốc độ truyền tải lên đến 40GB/giây, thông lượng gấp đôi băng thông của Thunderbolt 2. Với tối đa 4 cổng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng các kết nối với thiết bị khác thông qua các chế độ. Vẫn là thiết kế sang trọng như mẫu Mac trước đây, nhưng năm 2018, Apple đã nâng cấp bộ bàn phím của MacBook Pro lên thế hệ thứ 3 và cảm nhận rõ ràng hơn là khi gõ phím êm hơn và ít ồn hơn. Đương nhiên là bấm sẽ rất sướng. Về âm thanh thì trang bị âm thanh được cân bằng, trung thực cao, có khả năng cung cấp các độ cấp độ nghe mới và giải âm thanh rộng. Nhiều âm trầm hơn, các loa được kết nối với hệ thống điện cho các khuếch đại đỉnh cao hơn. Vì vậy anh em có thể xem phim, nghe nhạc hay đi kèm với âm thanh có thể chân thực nhất. Về màn hình Retina công nghệ True Tone thì vẫn hỗ trợ profile màu V3 với màu nhiều hơn là 25% so với sLGB. Nó có độ sáng tối đa là 500 nit, độ phân giải không đủ so với trước là 2880x1800 pixel. Màn hình Retina được trang bị trong MacBook Pro đem lại cho bạn những trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất, tích hợp đèn LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại cho màu đen đậm và màu trắng sáng, hỗ trợ màu sắc V3 cho màu xanh lá cây và màu đỏ rực rỡ trung thực hơn với sLGB. Với công nghệ True Tone, cân bằng trắng tự động điều chỉnh về phù hợp với nhiệt độ màu ánh sáng xung quanh bạn, mang lại trải nghiệm cho xem tự nhiên hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sâu hơn về phần cấu hình. Thì MacBook Pro 15 inch 2018 được trang bị Core i9 Turbo Boost up lên đến 4.8GHz, 1TB SSD, card đồ họa là Radeon Pro 560X, 4GB GDDR5, Intel Graphics là 630, RAM bản mình đang dùng là 16GB và có thể upgrade lên 32GB. Với việc sử dụng chip 6 nhân CPU Intel Core i9, cải thiện tốc độ tổng thể hơn 29% so với thế hệ thứ 7. Đương nhiên là sẽ xử lý nhanh hơn, hiệu suất cao hơn và tính ổn định và tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Ngoài ra thì chip Apple T2 một mình đảm nhiệm hết tất cả các nhiệm vụ như là điều khiển ổ đĩa này, hệ thống này, quạt tản nhiệt này, boost này và âm thanh. Việc này thì sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn cho máy tối ưu nhất và tăng cường hệ bảo mật. Nó cũng sẽ boost up lên 2 lần để đảm bảo máy an toàn hơn. Ngoài ra thì hệ điều hành macOS 2 Siri mang đến những công nghệ mới và tính năng nâng cao cho máy Mac của bạn. Thiết kế điều hành tận dụng tối đa phần cứng và dễ sử dụng. Vâng, vậy là mình đã review xong cho anh em về MacBook Pro 15 inch 2018 i9. Và chiếc máy này rất phù hợp với các anh em về làm đồ họa. Nhân tiện thì giá của nó là 69.900.000 tại Mark One, giá quá là tốt cho một chiếc máy như thế này. Và nếu anh em có câu hỏi hay quan điểm có thể comment dưới video cho mình biết. Ngoài ra thì anh em hãy bỏ 12 giây để like, share và subscribe để ủng hộ kênh Mark One cũng như là Thịnh Easy nha. Xin chào.